tám mươi kg. Và có một điều đặc biệt về loài cá này, đó chính là khả năng thay đổi giới tính. Và chúng khởi đầu là giới tính cái, và khi trưởng thành thì một số con sẽ chuyển thành giới tính đực. Hoặc có thể nói một cách khác, đây là một nhà năng lượng tinh. Vâng, và như chúng khách có thể thấy thì bên trong giới tính này của chúng tôi có rất đông những trung tâm vũ. Nhưng có một điều vô cùng đặc biệt ở đây, đó chính là khi đến giờ ăn thì những trung tâm vũ này sẽ rất là để chuẩn bị thức ăn đấy ạ. Vâng, những trung tâm vũ không hề trang trả thức ăn đúng không ạ, mà chúng sẽ xếp hàng đấy ạ. Và sau khi được cho ăn thì chúng sẽ quay đi và nhường những lượt tiếp theo cho những chú cá đang còn chờ đợi đấy ạ. Vâng ạ, hãy hướng về bể để dõi theo những trung tâm vũ của chúng tôi đi ạ. Vâng ạ, hãy dành cho chàng thầy lão và những chú cá thông minh một tràng vỗ tay được không ạ? Chúng có cấu tạo lớp xương sụn đầu ở phía trên, mặt ở bên dưới và có tạo miệng ở phía dưới. Nên khi chờ ăn thì nhân viên của chúng tôi sẽ áp sát chúng ra mạch kính để thuận lợi cho chúng trong việc lấy thức ăn. Và đối với loài cá đuôi thì chúng sở hữu một chiếc đuôi khá là dài, và trên chiếc đuôi này có cho chúng trong việc nghiền nát con mồi. Vâng ạ, và đó chính là cá mập đuôi.